Rồi, chào các bác. Nay em chia sẻ cái vụ này này. Đấy, khi mà mình lấy mủ ở dưới cái miệng cạo như thế này này, là cái tỷ lệ mà mủ ấy nó đồng đều là nó hiếm lắm. Tại vì ấy, mình cái lúc mình cạo, thời xưa mình cạo đây này, mở cái miệng cạo đây là cái tỷ lệ cái khô miệng ấy nó rất cao. Như cái vườn của em đây là cứ một lô là khô miệng tầm cỡ, tính cả vườn luôn đi, tính cả vườn là 1.100-1.200 cây là nó khô miệng tầm cỡ 200 cây. Nó không phải là nó khô toàn phần, khô toàn phần nó chỉ có tầm cỡ 5 đến 6 cây thế này gọi là nó khô hết toàn phần thôi. Còn nó khô ấy, bây giờ nó khô đứt đoạn này. Đấy, một là nó khô ở khúc này, hai là khô khúc giữa, ba lại khô cứ theo cái miệng cạo này đi. Cái đấy gọi là khô miệng đứt đoạn. Thế bây giờ ấy, mình khai thác mủ bằng khí ấy. Bây giờ mình lấy mủ ở dưới cái chỗ mà mình cạo như thế này này. Dưới cái miệng cạo như thế này là chẳng may trúng cái chỗ mà nó khô miệng ấy, là cái tỷ lệ nó mủ kém lắm, nó không có nhiều như cây này này. Đó, có tí mủ này này. Lấy dưới này là nó độ là nó thấp hơn từ 2 đến 4 độ và sản lượng nó cũng bị tụt luôn, là do nó bị giới hạn bởi cái miệng cạo này này, với lại là trúng những cái chỗ mà khô miệng thời xưa. Chẳng hạn như thế này ấy, thì mình lấy ở cái khu khúc dưới như thế này này, chẳng hạn cách đấy tầm cỡ 3-40 phân như này lại đạt. Đấy, mủ nó lại đạt nhưng mà độ nó thấp, không bằng ở trên miệng cạo này này. Với lại ấy, mình lấy ở đây ấy là tỷ lệ mình bơm khí ấy là cứ 4-5 mũi là phải bơm rồi. Ý, còn lấy ở trên này ấy thì tầm cỡ 7-8 mũi mới phải bơm. Khu vực trên này là nó thông mạch từ trên miệng cạo này, thông mạch hẳn lên trên ngọn cây luôn, cho nên là rút mủ được từ trên cây xuống. Đó. Đấy, cây cao như thế này này. Thế cho nên là các bác làm là lưu ý cái khúc này này, khi mà lấy mủ xuống ở cái khúc này ấy là phải chấp nhận là cái sản lượng là nó kém, với lại độ là nó kém hơn một tí, bơm khí nhiều hơn một tí. Đấy, lấy ở khúc này này. Và cái mũi đây này, đây các bác xem. Đây là em khoan được đây 1 2 3 4. Đến cái mũi thứ tư này là còn mấy chục ký à? Cái lô này 385 cây. Đấy, còn mấy chục ký à? Cái mũi thứ ba là nó còn trăm bao nhiêu cân ấy, trăm mười mấy cân. Độ nó có 34-35 à, nó có nhiều đâu. Lấy trên này là nếu mà cái sản lượng mà từ 1 tạ 3 ấy là nó phải tầm 37-38. Cái này có 34-35 à. Thế là bắt đầu đi bơm khí. Đấy, bắt đầu là hết mũi thứ tư là bắt đầu sang cái mũi thứ năm này này. Là bơm trước một ngày. Bơm trước một ngày xong đi khoan một phát. Đấy, khoan một cái là khoan được có 88 cân. Ý, khủng khiếp cỡ nào. Cái lý do tại sao nó được 88 cân là nó như thế này. Mình bơm khí vào ấy, các bác nếu mà gặp phải cái trường hợp như thế này, mình bơm khí mà mủ nó vẫn không lên ấy, là do ấy, cái khí của mình bơm ở đây này, cái tỷ lệ mà tiếp vào cây này này nó kém, là do cái thời gian mà mình đóng nắp chóp này này là nó bị mưa nhiều quá ấy. Mưa nhiều quá là bắt đầu nước ngấm từ trong thân cây ngấm ra, mặc dù là mình đã chọn cái ngày nắng mình đóng rồi, nhưng mà cái nước nó tiết từ trong đấy ra là cái vùng da này ấy, là ở trong này chắc chắn nó sẽ có nước, là nước ấy là nó làm ngăn cản cái khí của mình, là khí mình không thẩm thấu vào trong ấy được, là nó không huy động mủ về được, với lại nó giảm sản lượng ngay. Khi mà các bác nếu mà bơm ấy, bơm một phát vào mà khoan mà không thấy mủ lên, thì lúc đấy ấy, các bác nên chuyển cái nắp chóp này đi chỗ khác, mặc dù chưa hết một tháng nha, là phải chuyển, không cần phải chuyển xa đâu, các bác chỉ rút ra như này đóng vào bên cạnh này này, đóng trên hay là bóng đóng bên cạnh này, bên dưới này cũng được. Đấy, đóng cái là mủ lên ngay. Ý, vì cái vùng da này là nó không hấp thụ khí rồi, hấp thụ kém lắm. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.